Vượt mặt nhiều đối thủ mạnh như thằng điên của bộ đôi Zetati, Phương Ly, Càng níu giữ càng dễ mất của Mr. Siro và Hồng Kông 1 của Nguyễn Trọng Tài, ca khúc Vô Tình đã vươn lên giữ vị trí top 1 bảng xếp hạng xin chat. Với thể loại future pop, Vô Tình được chuẩn bị trong nửa năm trước khi ra mắt. Hoa Rock chia sẻ, mặc dù ca khúc được ra mắt không quá rầm rộ nhưng với tâm huyết, sự đầu tư tỉ mỉ, nam ca sĩ tin rằng sản phẩm sẽ được khán giả đón nhận. Với thành tích của Vô Tình, CC và Hoa Rock đã vô cùng bất ngờ. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua có 47 cơ quan báo đài đã đăng tải gần 280 tin bài về việc đổi 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng. Tại buổi làm việc, nhiều cơ quan báo chí cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ án 100 đô la Mỹ, như việc Ngân hàng Nhà nước tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ miễn tiền phạt và trả lại 100 đô la Mỹ cho anh Cà Rây thì căn cứ vào quy định nào, hay việc khám xét nhà ở của cảnh sát kinh tế nhưng văn bản lại do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều ký và biên bản lại có nội dung là doanh nghiệp vi phạm, như thế là không hợp lý. Căn cứ vào đâu để khám xét, dấu hiệu vi phạm là gì? Vì sao lần khám xét thứ hai lại trùng với việc bắt quả tang ông Cà Rây, và ông này có phải là chim mồi của công an? Theo ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, trước mắt các cơ quan chức năng đang xem xét đơn xin giảm phạt của ông Cà Rây là người bán 100 đô la Mỹ để có phương án xử lý. Tuy nhiên, với hàng loạt câu hỏi đặt ra của các cơ quan báo chí thì đại diện thành phố Cần Thơ không có câu trả lời thỏa đáng nào. Theo ông Trung, những vấn đề cơ quan báo chí đặt ra, thành phố sẽ cho rà soát một lần nữa để có hướng xử lý phù hợp. Thưa quý bà con, người miền Tây chúng ta thường được biết đến với những đức tính chất phác thật thà, và thật sự thì Khôn Nguyên càng có lý do để tự hào hơn khi thời gian gần đây tại các tỉnh miền Tây chúng ta đang xuất hiện rất nhiều hành động đẹp, không tham của rơi. Và chắc chắn là như vậy thưa quý vị, và vẫn nhớ là anh chàng nông dân tốt bụng ở An Giang nhặt được 50 triệu trên đường và đã mang đi giao nộp để trả người đánh mất mà chúng tôi đã đưa tin cách đây ít hôm. Và như một sự lan tỏa, vào sáng nay một em học sinh lớp 6 tại Đồng Tháp cũng đã có một hành động đầy ý nghĩa như vậy. Đây là em Nguyễn Văn Vũ, học sinh lớp 6A1, trường trung học cơ sở An Bình B, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Theo lời Vũ kể, thì vào chiều ngày 29 tháng 10, trong lúc đi học về, ngang qua cổng trường tiểu học An Bình B, em có nhặt được một cái bóp, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và 2 triệu 200 ngàn đồng tiền mặt. Đến sáng ngày 30 tháng 10, trước lúc đến trường, em đã đem đến trình báo và giao nộp cho công an xã. Công an xã An Bình B cũng đã liên hệ và trả lại cái bóp cho người bị mất. Được biết gia đình em Nguyễn Văn Vũ không mấy dư giả, cha mẹ làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, Vũ luôn là học sinh có hành kiểm tốt, được thầy cô và các bạn thương yêu. Với nghĩa cử cao đẹp ấy, em Nguyễn Văn Vũ đã được ban giám hiệu trường trung học cơ sở An Bình B tuyên dương gương người tốt, việc tốt. Một sự cố y khoa hy hữu vừa xảy ra tại Bệnh viện Sản Phụ tỉnh Tiền Giang. Theo đó, một sản phụ nhập viện với tình trạng vỡ tử cung do nhau cài răng lược trên thai 36 tuần tuổi. Rất may là các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời và giữ lại mạng sống cho mẹ con sản phụ trên. Ngày 30 tháng 10, bác sĩ Võ Thị Thu Hà, quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết, bệnh nhân Bùi Kim Trang, 37 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, da niêm xanh nhạt, ngất xỉu, vỡ tử cung do nhau cài răng lược, mạch và huyết áp không đo được. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ có chuyên môn giỏi và ekip phẫu thuật gây mê hồi sức tập trung cứu bệnh nhân. 9 ngày sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã ổn, có thể ngồi dậy được, ăn uống nhẹ, da mặt hồng hào trở lại, chăm sóc con cũng rất tốt. Cũng theo bác sĩ Thu Hà, đối với những chị em có vết mổ cũ phải đi khám thai thường xuyên để xem gai nhau có ăn vào vết mổ cũ và có ăn sâu hay không để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời. Được biết đây là ca phẫu thuật khó nhưng bệnh viện đã cứu sống thành công cả mẹ và con. Thưa quý vị, thời gian qua tại nhiều tỉnh miền Tây từ Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long xuất hiện một số đối tượng từ các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên đến thuê trọ để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Do lãi suất cao, nhiều người vay nợ không có khả năng chi trả đã phải bỏ trốn. Kinh tế gia đình kiệt quệ, thậm chí còn bị đe dọa khủng bố tinh thần, sức khỏe. Thưa quý vị, liên quan đến vấn nạn này, vào sáng nay ngày 30 tháng 10, Công an thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi dán phát tờ rơi quảng cáo nơi công cộng không đúng quy định đối với hai đối tượng từ Hà Nội vào Đồng Tháp để hình thành đường dây cho vay nặng lãi. Hai đối tượng gồm Đặng Tùng Cường, sinh năm 1992, ngụ tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, và Đặng Văn Dũng, sinh năm 1999, ngụ tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trước đó, trong lúc tuần tra, Công an phường 2
phối hợp với tổ tuần tra cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Sa Đéc phát hiện hai đối tượng này đang có hành vi dán và phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trái phép ở nơi công cộng nên tiến hành kiểm tra. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 103 tờ quảng cáo với nội dung cho vay tiền và một xe mô tô hiệu Way mang biển kiểm soát 94K154838. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ Hà Nội vào Đồng Tháp để cho vay tiêu dùng với lãi suất cao. Liên quan đến vấn nạn buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vào sáng nay, ngày 30 tháng 10, đơn vị này đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là vợ chồng Hờ thuê nhà trọ trên địa bàn để tàng trữ, sử dụng trái phép số lượng lớn ma túy. Hai đối tượng là Quỳnh Cang sinh năm 1979 trú tại phường Mỹ Xuyên và Nguyễn Thị Hồng Xuyến sinh năm 1989 trú tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên. Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, ngày 29 tháng 10, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang hai đối tượng này trong phòng trọ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 9 đoạn ống hút được hàn kín và hai bọc ni lông bên trong có chứa chất bột và tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy đá, cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và các tang vật có liên quan khác. Qua làm việc bước đầu, Cang khai nhận chất bột và tinh thể màu trắng trên là heroin và ma túy đá mà Cang mới mua từ thành phố Châu Đốc về phòng trọ cất giấu thì bị bắt giữ. Được biết, Cang và Xuyến chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2016. Sau đó, Xuyến bị bắt và đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, sau khi về địa phương, Á vẫn tiếp tục lâm vào con đường cũ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, điều tra xử lý. Thưa quý vị, lợi dụng tâm lý mê tín của người dân, thời gian qua, nhiều thầy tu, nhà sư dẫm đã xuất hiện tại các địa phương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, dù có rất nhiều trường hợp chúng bịa ra những câu chuyện vô lý, nhưng các nạn nhân vẫn bị lừa đau đớn. Và liên quan đến vấn nạn này thì mới đây, hai tên thầy tu dẫm từ Tiền Giang đã lên Lâm Đồng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu của một cặp vợ chồng trẻ nhẹ dạ cả tin. Và hai kẻ buôn thần bán thánh sau đó đã bị bắt và vừa được cơ quan công an đưa trở lại nơi gây án để dựng lại hiện trường vụ việc. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, Nam đến tiệm cắt tóc của anh Khoa, xưng là người tu hành ở làng chùa Đại Ninh, huyện Đức Trọng, với pháp danh là Thích Minh Tâm và xin tiền công đức. Trong lúc nói chuyện, Nam thấy vợ anh Khoa là chị Ca đang mang thai, thì nói chị này bị vong theo, rồi yêu cầu anh Khoa đưa 7 triệu đồng để làm mâm cúng gửi vong về chùa. Nạn nhân đồng ý và đưa tiền cho Nam. Thấy chuyện lừa đảo dễ dàng, Nam về rủ thêm Dứt và Thu tham gia. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến tiệm của anh Khoa và nói chị Ca bị vong theo rất nặng, yêu cầu đưa 28 triệu đồng để tiếp tục cúng đưa vong về chùa. Thời gian sau, theo dõi thấy tiệm của anh Khoa vắng khách, Dứt liền gợi ý sẽ xin cụ tổ cho tài lộc. Dù không có tiền nhưng cho rằng hai người này là người tu hành. Hơn nữa nghe lời giải thích chỉ cần đủ số tiền 199 triệu đồng để làm lễ rồi trả lại, nên anh Khoa đi mượn cho đủ số tiền trên. Theo hẹn ngày 14 tháng 10, Nam và Dứt chạy xe máy đến nhà Khoa để cúng vong. Tuy nhiên, lợi dụng lúc vợ chồng nạn nhân đang vái lạy tứ phương, Nam và Dứt đã đánh tráo số tiền thật thành tiền âm phủ rồi sau đó bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Thưa quý bà con, dạo gần đây tại nhiều tỉnh thành đang xuất hiện một loại tội phạm mới chuyên nhắm vào những chiếc ô tô sang trọng. Theo đó, kẻ gian thường bám theo những chiếc xe sang, sau đó rình sơ hở khi nạn nhân đậu xe nơi vắng vẻ không người, trông coi thì ra tay đập bể kính xe rồi trộm những tài sản giá trị. Vâng, có những nạn nhân mất vài triệu, vài chục, vài trăm hay thậm chí là vài tỷ đồng sau mỗi vụ kính xe bị kẻ gian đập bể. Và mới đây, một người đàn ông đã bị mất 3,5 tỷ sau khi đậu chiếc ô tô trước cửa một ngân hàng để vào giao dịch. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 10, khi đậu xe trước một ngân hàng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh M khi trở ra thì phát hiện cửa kính bên cầm lái đã bị đập vỡ. Kiểm tra trong xe thì anh này tá hỏa khi số tiền 3,5 tỷ đồng để trong xe đã không cánh mà bay. Về nguồn gốc số tiền trên, anh M cho biết vừa vay ở một ngân hàng khác và để trên ghế phụ phía trước. Được biết cửa chi nhánh ngân hàng có nhân viên bảo vệ, song do lượng khách giao dịch đông nên nhân viên không phát hiện bất thường. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan công an để điều tra làm rõ. Thực hư sự việc thì chưa biết thế nào, tuy nhiên thực trạng đập kính xe ô tô trộm tài sản và đang gia tăng đáng báo động thời gian gần đây. Và để bảo vệ tài sản, bà con cần lưu ý là hạn chế để tài sản trên xe khi mà không có người. Trường hợp thì buộc phải để tài sản đắt tiền thì hãy cất vào chỗ khuất và không nhìn thấy cũng như là không nên đậu xe ở những nơi vắng vẻ thưa quý vị. Thưa quý vị, theo quan niệm của người Việt thì Tết mà thiếu tiếng pháo nổ sẽ không có không khí đón năm mới và không được may mắn. Thế nên dù bị cấm trong suốt các ngày Tết thì tiếng pháo vẫn râm ran ở khắp nơi. Và để chuẩn bị hàng cung cấp cho dịp cao điểm này, hàng tấn pháo nổ nguy hiểm vẫn hàng ngày được vận chuyển qua biên giới từ nhiều tháng trước Tết.
Năm nay thì theo các cơ quan chức năng, tình hình trở nên phức tạp hơn và các đối tượng manh động cũng như là sử dụng nhiều thủ đoạn mới để vận chuyển cũng như là chống trả nếu bị phát hiện. Thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây. Đủ kích cỡ, mẫu mã bắt mắt, đa dạng giá tiền. Mỗi dịp cận Tết, dù bị cấm nhưng pháo nổ luôn trở thành mặt hàng hot được nhiều người tiêu dùng tìm mua. Thế nhưng đi đôi với việc giúp không khí Tết rộn ràng hơn thì cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ cháy nổ, thậm chí là chết người bất cứ lúc nào. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục vụ vận chuyển pháo lậu tích trữ để buôn bán dịp Tết. Cá biệt có những vụ kẻ buôn lậu vận chuyển tới hàng trăm kg pháo qua biên giới và vào sâu trong đất liền thì mới bị phát hiện. Đây là hình ảnh từ hai vụ vận chuyển pháo lậu vừa liên tiếp bị phát hiện vào ngày 15 tháng 10 vừa qua tại Cao Bằng. Tổng tang vật thu giữ lên tới hơn nửa tấn pháo nổ các loại. Trước đó chỉ 5 ngày cũng tại Cao Bằng, lực lượng chức năng cũng phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu cực lớn với trọng lượng hơn 2,5 tấn. Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đang chia nhỏ để mang vác sâu vào trong nội địa. Đây là một trong những vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. Không chỉ tại khu vực biên giới phía Bắc, mà tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, tình trạng này cũng diễn ra phổ biến. Đây là hai đối tượng đã dùng xe ô tô để buôn lậu 90kg pháo nổ các loại từ Quảng Trị ra Quảng Bình để tiêu thụ. Còn đối tượng này thì đã vận chuyển trót lọt pháo nổ qua biên giới, nhưng khi đang tàn trữ đợi mùa Tết tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Triển khai lực lượng vào các giờ, cũng giờ để làm sao đấy, để nó giảm sự theo dõi của các cái đối tượng buôn bán pháo nổ. Khi có thông tin đến là chúng tôi là phối hợp rất nhịp nhàng, bố trí lực lượng mật phục, lực lượng đón lõng, lực lượng truy lùng để bắt các đối tượng này. Không chỉ nóng bỏng tại các khu vực biên giới mà hoạt động buôn bán pháo nổ còn được rao công khai trên các trang mạng xã hội với mức giá chi tiết. Bên cạnh đó, các phương tiện xe khách, xe đò cũng thường xuyên trở thành các công cụ vận chuyển pháo trái phép đi khắp các địa phương để thu lợi bất chính. Thưa quý vị, liên tiếp các vụ phát hiện pháo lậu thời gian gần đây cho thấy thủ đoạn của loại tội phạm này rõ ràng đã có những thay đổi. Theo đó, các đối tượng chủ động vận chuyển pháo lậu sớm hơn hẳn các năm trước nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Bên cạnh đó thì việc thu mua sớm thì giá thành tại biên giới cũng rẻ hơn và thời điểm này thì chỉ khoảng vài ngàn cho đến vài chục ngàn một cây pháo tùy loại. Và trong khi trữ hàng đến gần Tết tung ra sẽ thu lời rất lớn với giá dao động là từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn mỗi cây. Và theo những kẻ buôn lậu thời điểm này, buôn pháo còn lời hơn cả buôn ma túy mà tội trạng thì lại nhẹ hơn rất nhiều. Nhu cầu tiêu thụ lớn, lợi nhuận lại khổng lồ, trong khi các quy định về việc cấm loại mặt hàng này thì lại đang bộc lộ nhiều kẽ hở. Điển hình là luật hiện quy định chỉ cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng các loại pháo nổ. Còn đối với các loại pháo khác, dù về tính chất hay mức độ nguy hiểm không hề kém, bao gồm pháo hoa hay pháo điện, thì lại chỉ là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, không được xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Đây chính là điều kiện cho số lượng vận chuyển các loại pháo này chiếm tới hơn 80%.